Xin chào mừng mọi người quay trở lại kênh video của siêu thị ô tô Thủ Đức. Vẫn như mọi khi, mình là Đức Hưng. Hôm nay mình xin giới thiệu với mà anh chị em một con xe mới vừa về tức thì luôn, là Xpander số tự động đời 2019 nha. Xe sản xuất 2019, màu trắng, mang biển kiểm soát là Bình Dương nha. Xe mới vừa về tức thì luôn, mình quay luôn cho anh chị xem nha. Xe đây là xe mộc, xe thô nha, chưa dọn dẹp gì hết á. Thì nếu mà anh chị qua xem mình giờ chắc xe đã dọn dẹp rồi. Đây đi rụt vòng cho quý anh chị xem ha. Xe còn rất là mới và đẹp luôn. Đây là Xpander sản xuất 2019 số tự động, xe 7 chỗ nha. Số tự động 7 chỗ, đây là một mẫu xe rất là đang hot trên thị trường. Và tìm những con xe lướt thì rất là khó, và lướt và đẹp rất là khó nha. Đấy, xe rất là đẹp luôn. Đấy, xe mình là vừa về là mình quay luôn đấy, là chưa có rửa ráy hay là dọn dẹp đánh bát gì cả, rất là đẹp nha ha. Xe gia đình mà. Giá bán thì mình sẽ báo ở phần cuối của video nhé. Và giá rất là tốt luôn, cực kỳ tốt, giá mùa dịch. Hiện giờ là một dòng xe gọi là bán chạy, rất là bán, rất là chạy luôn. Thiết kế rất là trẻ trung và thể thao ha. Đây, bánh xe của nó là hợp kim nhôm, hồ sơ chính trị 15 inch. Gương là chỉnh cặp điện, tích hợp đèn báo rẽ nha. Và tay nắm thông minh, có đề nổ start top luôn. Cái viền cửa là có mạ chrome luôn nha, bản full mạ chrome nên xe rất là sáng. Đây, tiêu hao nhiên liệu rất là ít nha, chạy trong thành phố thì khoảng 7 lít rưỡi thôi. Có camera lùi nha, có màn hình và camera lùi luôn. Hàng ghế sau đây gập thẳng xuống được nè. Đó, dù mà hàng ghế giữa cũng phải gập thẳng xuống luôn, thì mình đi xa mình có thể chảy một cái phao, một cái giường hơi để mình ngủ. Đấy, rất là tiện lợi nha. Đồ nghề để đây, đồ nghề bánh xe cua con đội còn nguyên nha. Anh chị em mua xe thì nhớ kiểm tra những phụ tùng này. Rồi đi lên hàng ghế trên để tham quan ha. Toàn bộ xe đã được bột da hết rồi, màu be. Hàng ghế sau là cũng có cửa gió nha, cửa gió riêng nha, tinh chỉnh được, tắt mở được, rất là đẹp luôn, sạch sẽ, rất là căng luôn nha. Đấy, rất là mới luôn, 2019. Nội thất màu be này rất là sáng ha, màu be, màu kem, không kem, hơi kem, rất là sáng và đẹp. Xe thì ô tô là mới được có 18.000 km thôi, 1,8 vạn ha, 18.000 km nha. Còn bảo hành hãng luôn, đến 2022. Rồi để mình mở capo để các bạn xem nha. Thì xe bên mình bán ra thì cam kết tất cả là đường chỉ nha, sùng chỉ keo nguyên zin ha, chưa không bị cứng đụng, không bị cặp nước ha, bao test hãng nha, bao test hãng luôn. Đây, máy móc là sạch sẽ luôn nha, xe là mới về chưa dọn dẹp gì đó, rất là sạch sẽ luôn, sạch sẽ vô cùng. Bao test hãng ha, cứng đụng gặp nước, đại tu hợp số hay là gặp nước là hoàn trả tiền không thiếu một đồng luôn, cam kết. Xe thì còn bảo hành đến chính hãng đến 2022. Giá bán hiện tại đang được niêm yết là 615 triệu và còn thương lượng nha, chưa phải là giá cuối. Và ngân hàng hỗ trợ là 70%. Khách hàng đến xem xe dễ thương là có giảm nha, dễ thương nhanh lẹ là có giảm liền, giá tốt luôn. Xin cảm ơn các bạn ha, và hẹn gặp lại ở những video khác. Hãy bấm subscribe để theo dõi những video khác. Xin cảm ơn.